Alo, chào các bạn nha. Hôm nay là một cái mail đây khá đặc biệt. Đấy, mình có trên tay xin lỗi các bạn. Đây là cuốn Starter Pack của bộ sưu tập Panini ngoại Anh mùa giải 2021-2022. Nhìn nó vừa mới đến hôm nay, mình rất là hào hứng. Đó. Mình phải chờ hơn một tháng mới có bạn, mình đặt trước từ tháng 7 rồi. Thì mình sẽ không nói quá nhiều vì có lẽ những bạn chơi thẻ các bạn biết đây là cái gì rồi. Cái này sẽ là một cái starter chủ yếu là để mình lấy cái sổ đựng thẻ đấy cho bộ sưu tập của mình. Thì cách đóng gói thì vẫn rất là đẹp như mọi năm thôi. Thì chúng ta sẽ đi thẳng luôn vào phần mồm nhá. Và điều đặc biệt các bạn thấy ở đây sẽ có một tấm thẻ limited cùng với một tấm thẻ 3D đặc biệt, đó là huyền thoại Wayne Rooney. Mình sẽ rất hào hức để xem cái hiệu ứng 3D của nó nha. Ok, thì nó sẽ bóc gói luôn, xem bên trong có gì nha. Có mình không biết có nên dùng cái dao hay cái gì. Cái dao các bạn, như các bạn thấy là cái keo đóng gói của nó rất là chắc luôn, các bạn phải giật hẳn thì nó mới ra đi. Đó. Thì ngoài hai cái thẻ biệt kia ra thì chúng ta sẽ nhiên rồi, chúng ta sẽ có 4 pack kèm nó, 4 pack mở đầu của một giải. Okay. Thì mình chúng ta sẽ để từ phần bên nha. Và đây để bắt đầu thì chúng ta có một để bắt đầu chúng ta có một cuốn sổ các bạn. Đó. Đây nha, để mình tắt cái ok. Thì cuốn sổ này thì mình đánh giá giống hết với Panini mọi năm thôi, vẫn rất là chất lượng. Đó, thì mình sẽ để cuốn sổ xuống bên, cũng không có quá nhiều thứ để xem xét đây. Đó, chúng ta có một tấm poster. Tấm poster cũng là một cái tấm play pitch luôn. Cái tấm này các bạn thi đấu với nhau rất là to bạn. Thì nó là có hình hài của cái thẻ 101 mùa này ấy. Với 6 cái tên chính, đó là Salah này, Calvin Phillips, Bruno, Kante, Edison, Martini, Vasina. Thì cái poster rất là to bạn, thì sẽ xung quanh. Thì ở đây là có cái bìa để các bạn cắm vào sổ nha. Và ở đây sẽ có hai mặt các bạn muốn cắm vào nạm được, và một cái hướng dẫn game, một cái hướng dẫn bộ sưu tập với những thứ rất là cơ bản thôi mà hầu như là starter pack của bất cứ bộ sưu tập nào cũng sẽ có, đó là những cái quyển sổ hướng dẫn. Các bạn thấy ở đây sẽ bao gồm tất cả những cái loại thẻ từ base đến insert, mọi người có thể mua về và tìm hiểu nhé. Còn đây mình sẽ không đề cập quá nhiều. Ok, và tiên thì chúng ta sẽ có tấm thẻ limited và tiên một giải hôm nay, và đó chính là Kevin De Bruyne các bạn ạ. Thì Kevin sẽ được đi kèm trong tất cả các bộ starter pack nha. Thực sự mình rất là ưng cái hiệu ứng năm nay luôn. Panini họ làm rất là đẹp. Về cái thiết kế để base thì mặc dù là nó khá là giống, có phần na ná với mùa giải trước, tuy nhiên vẫn tạo ra một cái cảm giác rất là khác biệt. Đấy. Nó rất là đẹp. Mình xem nào. Okay. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ chỉ có ba gói thẻ đi kèm trong bộ
đi sớt thay vì một ngó như mọi khi, nghĩa là chúng ta sẽ có 18 thẻ bắt đầu bộ sưu tập này, thì chất liệu vẫn là giấy thôi, rất là tuyệt vời đấy. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với tấm thẻ Rooney Legend, tấm thẻ 3D. Nội thấy đây bạn, wow, rất là đẹp luôn. Thực sự cái hiệu ứng 3D họ làm rất là đẹp các bạn ạ. Mình tin là các bạn thấy là qua cái quay cam của mình thì không nào nhìn rõ được cái hiệu ứng 3D của nó, nhưng mà nếu mà bạn cầm ngoài ấy, các bạn thấy cái hiệu ứng nó rất là sắc nét luôn, rất là đẹp. Nên là mình khuyến khích là những cái bạn nào mà là fan Rooney hay là muốn sưu tập một sưu tập ngay mùa giải 2021 2022 thì rất khuyến khích các bạn nên mua ngay cái starter pack này để có được tấm thẻ Rooney Legend miễn phí nha. Đó. Thì chúng ta đến phần cuối cùng, đó là phần mở pack. Thì đây là cái pack người ta chọn sẵn rồi, thì sẽ có những cái đội mà các bạn không thể ra được, vì mình nhớ là như vậy. Thôi chúng ta sẽ mở luôn nha các bạn. Đó thì các bạn thấy đây có hai loại pack. Đó thì chúng ta sẽ bắt đầu mở pack đầu tiên nha. Một pack có 6 thẻ và chúng ta sẽ cùng xem là chúng ta sẽ mở được gì. Mình sẽ cố gắng bóc nhẹ nhất có thể vì mình cũng muốn giữ cái pack này nó nguyên vẹn các bạn. Wow, chúng ta sẽ bắt đầu với Kante bạn ạ. Mình đã nhìn thấy Kante rồi. Wow, rất tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ để hai tấm này insert xuống đây nha. Đó, đây có một cái tấm thẻ code này. Cùng với đấy là chúng ta có tấm thẻ base đầu tiên, Jack Stephen. Sau đó chúng ta có tấm thẻ lineup của Wolverhampton, Laporte và tấm thẻ lineup của Norwich City. Ok. Như vậy hai tấm thẻ insert đầu tiên của chúng ta sẽ là, vâng, tấm thẻ Hero N'Golo Kanté. Rất đẹp các bạn ạ. Đó và chúng ta có Rodrigo Elite. Mình thấy hiệu ứng của Panini lúc nào họ cũng làm nó rất là chất lượng, chất lượng hơn nhiều so với Topps các bạn ạ. Vì thẻ của Topps thì đôi khi nó sẽ tạo ra một cái cảm giác cũng khá là không, nói chung cầm nó không thoải mái cho lắm nhỉ. Mình có cảm giác cái thẻ nó sẽ bị kiểu rách như chảy ấy. Thì thẻ Panini họ làm có phần dày và cứng hơn đó, thế nên là cầm rất là sướng. Ok, chúng ta đến pack thứ hai nha. Mình thì mình rất là muốn mở ra cái này insert băng giá các bạn ạ, tại vì cái thẻ băng giá là thực sự là cái thẻ đẹp nhất của, và chúng ta có logo của Leeds United. Ok, và một tấm thẻ tia chớp Lucas Moura. Mình không biết mình ra được tấm thẻ ai hay không, nhưng mà sự những con insert của Panini họ làm rất là đẹp các bạn ạ. Mình thực sự khuyến khích các bạn nên sưu tập bộ sưu tập Ngoại hạng Anh mùa giải này. Và bốn tấm thẻ base chúng ta có Mulder này, Pérez, Joe Gomez và Alex McCarthy. Ok, và chúng ta cũng đến với gói cuối cùng nha. Mình luôn cố gắng mở rất là cẩn thận đấy các bạn. Thì mình không đi sâu quá nhiều chi tiết vào cái sổ đó, mình chỉ cho các bạn xem là nó có cái gì thôi. Wow, vậy chúng ta sẽ có logo của MU. Ok, xem nào. Chúng ta có lineup của Leeds United, Trossard này, Raheem Sterling, Ben Davies, Roberto Firmino, tấm thẻ code và
Quay này chỉ có một insert thôi, nhưng mà đó chính là logo của MU các bạn ạ. Nhưng rất tuyệt vời. Đó thì mình vừa cho bạn xem một cái starter pack basic của Panini một lần này sẽ có những gì. Mình khá là hứng thú để sưu tầm một lần này. Còn các bạn thì sao? Mình mong các bạn thì sao? Mình không biết đâu, nhưng mà nói chung là các bạn thích bộ sưu tầm nào thì hãy chọn lựa một cách kỹ lưỡng nha. Đó thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video một hộp tiếp theo.